vị đang cùng theo dõi chương trình Cẩm Ly những tình khúc trữ tình xưa và nay. Thưa quý vị, khi mà chúng tôi thực hiện chương trình này thì cả ekip cùng với chị Tư vừa mừng lại vừa lo. Chúng tôi mừng bởi vì lại tiếp tục mang đến một sản phẩm âm nhạc cho quý vị theo dõi, đáp lại sự yêu thương của quý khán giả gần xa. Nhưng mà chúng tôi lo bởi vì thông thường một cái ca khúc thời gian tối đa chỉ là khoảng 5 phút để quý vị theo dõi. Nhưng lần này có những liên khúc của chúng tôi đến 30 phút. Và liệu rằng với 30 phút này thì quý vị có đồng hành cùng với chúng tôi xuyên suốt cái thời gian này hay không? Và khi mà chúng tôi nhận được những sự động viên từ phía quý vị khán giả cũng như những anh chị em nghệ sĩ, nó đã tiếp thêm sức mạnh cho chúng tôi. Và ngay bây giờ mời quý vị hãy cùng lắng nghe những chia sẻ từ những đồng nghiệp. Để làm một cái liên khúc bolero mà 30 phút thì kết hợp phải rất là nhiều bài. Và cái này không phải là ngày xưa các cô chú anh chị em nghệ sĩ chưa làm, nhưng họ làm là có người thì phối nhạc theo cái kiểu là nhạc dance đó, nhạc giật đó, nhưng mà lại là hát trữ tình. Còn có những người là chỉ có liên khúc là khoảng 3 bài thì hát mỗi bài một lần. Thì đối với cái 30 phút cái này cũng khá là mạo hiểm. Với cái dự án tuyệt phẩm trữ tình xưa và nay, là nghe cái tên thôi đã thấy một cái sự lựa chọn rất thông minh đó. Thì có Minh Vi biên tập và sắp xếp nữa thì còn gì bằng Cẩm Ly ơi đó. Thôi thì chính Minh Vi là người đã có sức ảnh hưởng rất mạnh, rất lớn và đóng góp cho thành công của Cẩm Ly một cách không thể chối cãi được. Vì sao? Vì để bà Ly một mình bà làm thì không bao giờ bà làm được như vậy đâu đó. Không nghĩ ra hoặc là không có lười nữa nha, còn có lười nữa nha, làm biến đó, hoặc là chọn cái gì đơn giản không à, chứ còn để ông xã đó ông bày ra hoặc ông nghĩ cái này cái kia đó, bà chỉ thực thi thôi đó. Với cái tuyệt phẩm trữ tình xưa và nay á, thì chị Vân mong muốn rằng đây sẽ là thêm một cái gọi là gia tài nữa trong cái kho tàng nghệ thuật của Minh Vi và Cẩm Ly. Nếu ví dụ làm chỉnh chu, chọn bài hát hợp lý, hợp với ngữ điệu, ngữ cảnh thì nó cũng là cái lạ. Chỉ có một điều gửi tới Cẩm Ly thôi. Miễn sao em chọn đúng và em chọn hợp lý cái bài hát thì khán giả sẽ ủng hộ em. Và anh nghĩ là đây là một trong những người mà đi tiên phong về cái 30 phút dành cho một liên khúc bolero. Với những cái bài hát mà nó đậm cái chất trữ tình và cái chất của bolero cũng như là đậm cái dân ca đó thì nó sẽ lưu trữ được cái giọng hát của Cẩm Ly hoài về sau, để mấy sắp nhỏ sau này á đó, nó bấm cái Google lên là Cẩm Ly một cái là nó được nghe những cái ca khúc, những cái bài hát như vậy. Và đó cũng sẽ là một cái điều mà sẽ giữ được cái tâm hồn của những đứa nhỏ, nó yêu quê hương nó hơn, nó yêu cái nơi mà nó được sinh ra hơn. Và hy vọng rằng khán giả sẽ chấp nhận. Bởi vì ai cũng yêu con Ly hết. Nhiều người yêu con Ly lắm. Xin được chúc cho dự án này được nhiều người quan tâm, chú ý và tạo được cái nguồn cảm hứng cho nhiều nghệ sĩ, nhiều ca sĩ và nhiều nhà sản xuất có ý định làm gì đó với bolero, với trữ tình. Mong là khán giả sẽ mãi mãi luôn luôn yêu thương dòng nhạc bolero, trong đó có hai người hát nghe được nhất thôi là Minh Hương và Cẩm Ly. Thưa quý vị, âm nhạc cũng giống như là ẩm thực. Nếu chúng ta thực sự yêu thích nó, chúng ta ghiền nó, thì lẽ dĩ nhiên nó sẽ luôn nằm trong sự lựa chọn của chính chúng ta. Và chúng tôi cũng hy vọng rằng với nhiều ca khúc bolero hay và gắn bó với chính chúng ta, trải qua bao nhiêu ký ức, bao nhiêu thế hệ như thế, sẽ trở thành một món ăn tinh thần gắn liền với gu âm nhạc của mỗi người. Và ngay bây giờ mời quý vị cùng quay trở lại không gian đó và cùng tiếp tục với âm nhạc. Xin chào đón sự quay trở lại của nữ ca sĩ Cẩm Ly.